nhận lâu lắm rồi. Alo Vân à. Ừ thế thôi, tôi cố gắng sắp xếp chuyển giúp tao nha. Ừ. Ơ, thái độ gì nhở? Có tiền mua đồ hiệu mà không có tiền trả cho bạn, mất xinh gái mà xấu tính. Đã thế à, cứ thử không trả xem, tháng sau mùng 1 bà đòi cho nó tức. Xem nào, tại sao cái Quỳnh 200.000. Con này chợt lâu lắm rồi, bọn này. Bổng không con? Con nhà cô năm vừa rồi được học bổng đấy. Thế mày thế nào? Ôi dồi ôi, con mẹ Phượng xinh gái thế nhở? Thế sắp ra trường tính làm ở đâu hả cháu? Thằng Dũng nhà cô may thế, vừa rồi lại xin được vào làm ở Jellyfish, lương tháng gần ngàn đô ấy con ạ. Mà mày học ngành gì ấy nhở? Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi! Cô đi ra đi! Vân phải rửa bát thế mà cháu. Sao cơ cô? Dồi ôi, sao thanh niên lớn rồi mà phải nhà rửa bát thế này? Dạ. Có người yêu thì có phải là được đi ra đi chơi không? Để đi ra tìm cô sang cơ sở cùng nhá. Cô chịu khó nhá. Ủa xinh gái thế mà phải nhà rửa bát. Nhá. Con với chả cái, mày làm cái gì mà mày làm ươn thế hả con kia? Tao bảo mày bán cho lần rồi, cứ về đến nhà là mày cấm cắm mặt mày vào cái máy tính. Con này người ta này, nó đi học về, nó mang được tiền về cho bố mẹ. Mày mày con gái mày lớn rồi mà mày vô tích sự mà mày làm ươn ra đây hả? Thế này thì chó nó lấy con ạ. Thế này thì chó nó lấy con ạ. Cô lì xin, cháu cảm ơn cô. Ừ, hẹn cháu lớn nhá. Vâng ạ.
chào Hồng cô. À, Hồng là con. Ờ, con lì xì cho Đồng này. Đấy, à, chào con học giỏi nhá. Chúc cô sớm sinh quý tử nhá. À, cảm ơn. Cô, năm mới cho cô tìm vô đầy lỗ để lô về để sức khỏe chàng chiều. Năm nay thì lớn nhỉ? Vâng. Lớn thế này thì hơi lì xì chứ nhỉ? Tuần sau đi làm lại một gửi lại cơ nhá. Nào đứa thế là chị ơi dùng bông hoa hồng. Chết rồi. Tết nhất thế này chết. Ôi giời ơi, sao tự đáng nhiên đang ảnh tự nhiên tên nhỉ? Ôi giời ơi, béo quá. Béo thế này sao mà ăn được? Ôi giời ơi, bao nhiêu thứ để mua cho lắm mà mua cho đẫy mà. Không ăn, nhất quyết không ăn. Trắng đen không thể nhìn từ trong bão giông vẫn nghe tiếng hò. Đây là cái lớp hay là cái chợ hả? Tôi chưa thấy cái lớp nào hư như cái lớp này. Không phải tất nhất của các anh chị dạ đám đâu nhá. Các anh chị học cho tôi là cho bố mẹ các anh chị hả? Chị nghĩ chị xinh lắm hay sao mà soi gương? Các anh chị giỏi rồi à? Hả? Mà ngồi chơi bài. Tôi vừa kết thúc bài học ngày hôm nay. Và kể từ hôm nay, chúng ta chính thức nghỉ Tết. Chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chát ngát sau năm tháng. Còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời. Trời ơi, lì xì là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không quan trọng. Để xem nào, năm nay mình thu hoạch được bao nhiêu nào. Ui, trời ơi, hay hết. Ui, con cảm ơn bác Dương hay hết. Nhiều các cô các bác quá. Rồi tiếp theo của anh thì không nhớ của ai đây ta. Tôi nhớ rất nhiều tiền đây. Lộn không vậy? 2.500. Thời đại nào có mấy 2.500? Trời ơi, rồi bà. Ui, 2 lít. Trời ơi, giống như chú Thắng quá. Chú Thắng 2 lít. Tôi có 200.000. Tôi có 300.000. Tôi có 500.000. Tôi có 1 tỷ. Tôi có 2 tỷ. Tôi có rất nhiều tiền. Hôm nay nhiều tiền lì xì thế nhỉ? Có mấy đồng mà mẹ em này còn được có vài người mới. Thôi không sao, tiền lì xì cứ đưa đây mẹ giữ hết cho. Sao năm nay trông mẹ lại già chứ? Không hay mẹ chẳng bảo con là chó nó lấy được gì bây giờ mẹ còn nói thế à? Mà thôi mẹ để con giữ đi. Năm nào mẹ cũng đòi giữ của con là con cũng lớn rồi chứ còn phải mua quần áo mỹ phẩm, con còn phải đóng tiền học thêm mà nhà mẹ chẳng đưa cho con đúng không? Bây giờ mẹ đưa luôn đi. Thế chưa kể là con còn phải đi ăn với bạn, còn phải mua hình của các oppa, bao nhiêu thứ như thế. Thôi mẹ để con cầm đi năm nay thôi, không phải trình bày nhiều nhá. Tiền lì xì mẹ giữ hết. Tết mà đỏ thôi, đen quên đi. Xin chào các bạn. Đầu xuân năm mới, Johnny Kids Education xin chúc tất cả các bạn sẽ đón một năm Mậu Tuất 2018. Tết con chó thuận buồm xuôi gió, không lo nghèo khó, cái gì cũng có. Ăn uống no nê, tiền bạc đầy kho, không còn âu lo, đánh đâu thắng đó. Happy New Year. Akemashite omedetou gozaimasu. Se bo ma ni tachiseyo.
sao ả đi thi mãi. Xin nhìn khoai lờ. Chúc mừng năm mới.